chào mừng buổi chiều cùng mọi người đến với chương trình ở nhà chủ nhật. Hôm nay mặc dù hôm nay chả có gì đâu. Nhưng mà kệ em sao đi, không sao. Chắc mọi người chả ai quan tâm đâu nhỉ. Ra nhiều người đang nhìn mình có mắt rất là căm thù và muốn đáp một tấm ngách vào mặt mình biết. Nhưng mà mọi người hãy bình tĩnh. Mọi người hãy suy nghĩ cho cái gọi là mục đích cao cả hơn. Đấy là sau này mình còn nguyên vẹn nguyên xác để phục vụ mọi người hàng ngày. Mong là mọi người hãy suy nghĩ trước khi định làm một cái gì đấy và đừng đến nhà mình để đốt nhà mình là được. Ok, mình rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình không ngờ là 2 năm rồi 30.000 người watch, coi như là để cảm ơn, tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã ủng hộ mình. Mình sẽ lại trả lời câu hỏi, xong đó mình chả làm được gì khác cả. Mong mọi người vô cùng thông cảm. Mình biết mình thất bại không? Ok, chúng ta bắt đầu với chương trình hỏi và trả lời của Moulin. Đầu tiên của bạn Cá Mực Xanh. Câu hỏi thực ra mình tìm mãi ở cuối rồi, chả có ai like câu hỏi này cả. Nhưng mà mình thấy nó khá là quan trọng vì nó liên quan đến gọi là sự chuyển biến sang một thời kỳ mới của một con người, thế nên là mình sẽ phải đưa cái này lên đầu tiên. Ưu tiên cái này trước. Em và bạn, em rất hâm mộ anh ấy. Sắp tới sinh nhật của bạn em, anh có thể nói một lời chúc được không ạ? Bạn em tên là Maki. Anh không rõ Maki là tên gái, tên ca, trai. Anh nghĩ là con gái. Thôi thì anh sẽ chúc là như này. Chúc Maki sang tuổi mới xinh hơn, học hành giỏi hơn, luôn gặp và hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình vui vẻ. Thật ra anh không giỏi văn vẻ lắm nên là anh không biết là anh chúc đấy đã ổn chưa. Cảm ơn em và bạn Maki đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Mong các em tiếp tục ủng hộ tiếp. Em mong là như thế, ủng hộ một thời gian vô cùng dài nữa. Anh mong là anh không làm cho em thất vọng. Câu hỏi của bạn với bạn, anh có thể cover vũ điệu Cồng Chiêng không? Các mình cover vũ điệu Cồng Chiêng được là mất hình ảnh mình lắm. Không vũ điệu Cồng Chiêng thế đâu nhá. Sau đó cười kiểu cười ghê rợn nhất mà kiếm nghĩ ra. Chúng có làm được không? Chả biết để cái gu đen đâu rồi. Đây rồi. Oh, you touch my tra la la. I am gentleman. Đùa cho mình nghỉ bữa quá. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Hàng Đăng Khoa. Anh vừa chơi game mà la hét, vậy bố mẹ của anh có nói gì không? Thực ra thì bố mẹ anh cũng kiểu ok. Tại vì như này, anh hét nhiều quá. Lúc bố mẹ anh đến một thời điểm nào đấy rồi thấy coi là chuyện nó quá bình thường. Lúc đầu thì còn kiểu mày làm cái gì mày hét to thế, hoặc là mày bị làm sao đấy, hay là vớ vẩn tao phải cho mày đi khám thôi chứ mày thế này bị làm sao ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì cái sự bất bình thường đấy trở thành một điều khá bình thường thì anh không biết là nên buồn hay nên vui. Kế ra câu hỏi tiếp theo của bạn Yuki Khánh Gaming Minh. Cho xem gấu đi anh ơi, đùa chứ bạn biết anh cái bàn là thế mà còn hỏi, thế mà còn hỏi xong lẹ như thế là như nào. Cho em xem ảnh đứa bạn gái thân nhất của anh được, của anh cũng được ạ, thân của anh cũng được ạ. Bây giờ hiện tại để mà nói anh chỉ gọi là hay nói chuyện với duy nhất một bạn, anh khá là thích bạn ấy, nhưng mà
một duy nhất một bạn, đấy là bạn gái duy nhất mình mà anh hay nói chuyện với, chắc là có thể coi là đấy bạn ấy. Nhưng rất tiếc anh không thể nào mà cho em xem ảnh được, tại vì xem ảnh xong thì đồng nghĩa với việc là bạn ấy sẽ phải đối mặt với hàng loạt cái thể loại bom thư rồi info rồi tìm các kiểu. Anh không nghĩ là anh nên làm như thế, phải ảnh hưởng đời sống của bạn ấy. Anh là người anh khá là thích bạn ấy, anh không muốn ảnh làm ảnh hưởng, nên là mong em thông cảm, mà mong có những người đang mong chờ cái hình ảnh đấy thông cảm. Internet là một nơi đáng sợ, không phải cái nơi mà cho mặt mình lên lúc nào cũng được. Vẽ một khuôn mặt mà không được nhìn, dùng pen mà vẽ. Ok, vậy có bạn trên Q&A yêu cầu mình vẽ một cái mặt mà nhắm mắt lại, không biết là mình có làm được hay không. Bằng pen, ok, mình sẽ bắt đầu. Mong là mình vẽ được cái gì đấy. Vẽ một cái mặt này rất là to. Khuôn mặt phải vẽ tiếp hai cái mắt này. Xong mắt phải có hai con ngươi. Con ngươi xong phải có cái mồm và một hàm răng khỏe, chắc khỏe, sáng sáng. Vẽ một cái mũi, hai cái tai, và tiếp theo là cái tóc. What the fuck, mình đang vẽ cái gì đây? Mình còn chả biết mình đang vẽ cái gì cả. Cơ mặt. What the fuck? What? Mình vẽ cái gì? What? Nó còn chả liên quan. What the fuck? Câu hỏi tiếp theo, bạn hắt ra anh có thể hút sữa bằng mũi được không? Đây. Em về hạt chủ mưu. Cái sữa này sữa mình khá là thích. Không đường. Đặc biệt trước khi uống. Mặc dù thật sự mình chả uống, mình hút bằng mũi, nhưng mà vẫn phải đặc đều. Ok. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có những người nghĩ ra cái câu hỏi như thế nào? Đáng yêu ấy. Què em chết. Ok. Quay đầu mình sợ. Mình mong chờ cái gì nhỉ? Ôi, ngọt quá. Ok, câu hỏi tiếp theo. Anh có chắc là sẽ làm game lâu dài được không, hay lại bỏ dở những thành CK của cá khô solo? Nhân tiện anh có thể chơi Mega Man X8 được không? Em muốn xem anh chơi ra sao mà bảo khó. Please, hãy cho em lên YouTube. Please. Này, anh chắc chắn sẽ làm game lâu dài. Anh thế, anh đảm bảo bản thân luôn, đảm bảo với em luôn, đảm bảo tất cả người xem luôn. Mấy nghĩa ha. Chắc chắn là anh sẽ làm lâu. Tại sao? Tại vì anh đã làm cái channel YouTube này được khoảng 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Mà anh không nghĩ là anh sẽ bỏ một cái thứ mà anh đã bỏ hết tâm huyết và công sức hơn ba, gần 3 năm rồi. Anh không nghĩ. Và nhân tiện là thành CK cả photo bỏ ra. Anh không biết mấy vụ đấy, anh khá là buồn với những bạn fan của hai channel đấy. Mong mọi người cũng đừng có ấy quá. Chắc là hai bạn ấy cũng phải có việc hoặc có khó khăn riêng thì mới không làm tiếp. Nhân tiện, anh có thể chơi Mega Man X8 được không? Anh chắc là để sau này, khi nào có thời gian đã. Hiện tại anh đang kiểu chống chất nợ từ series này sang series khác, series bỏ dở series. Ôm bao nhiêu cái series mọi người, nên là chắc là để sau này. Chắc là có, nhưng mà nó đâu có thì anh muốn lâu lâu ấy, anh muốn chơi lại chứ. Còn khó thì thấy là hồi trước lúc bây giờ anh chơi được khó không? Câu hỏi tiếp theo, bạn Kiến Nhi, trong cuộc đời anh điều gì làm anh vui nhất? Vui nhất có lẽ là được tất cả những người đang theo dõi clip này theo dõi, subscribe, like, ủng hộ và comment. Mình niềm vui của anh chỉ có thế thôi. Ok, câu hỏi tiếp theo, bạn Fuka Adachi, lần Quiena trước bạn nhận được bao nhiêu câu hỏi liên quan đến kép vậy?
Câu này không vi phạm này, chỉ là mình thắc mắc thôi. À, nếu mà chúng ta có thể đếm được số những ngôi sao nằm trên trời thì chúng ta có thể biết được câu hỏi, trả lời cho câu hỏi đấy. Nó vô vàn lắm. Nó đến những sang cái Q&A này mình nói thế rồi vẫn có bạn, vẫn có bạn hỏi rằng là anh ơi, bao giờ anh được phép đúng không? Của bạn Dung Đỗ, chú thấy cái váy đấy màu gì? Trắng và vàng. Không hiểu tại sao của bạn nhìn được ra một đen với cả một xanh trắng vàng. Please, tại sao mình đưa cho bố mẹ mình xem, bố mẹ mình bảo đen xanh là khó hiểu ai? What? Trắng vàng mà. Bạn Phạm Tuấn Anh, chú có thể đổi avatar khác được không? Ok, không vấn đề cả, chuyện đó bình thường luôn. Phạm Thùy Nhi, mũ đen, anh cười cho em thấy đi. Ok, nó đang muốn. Nhảy caramel dance. Chạy.